Ok, chào tất cả anh em nha. Quay trở lại video của em. Hôm nay em sẽ đem cho mình một cái bao cần nha, một cái bao cần của Đức cực kỳ đẹp luôn. Và một số cần nha anh em, cần cần mini flip này, cần mini flip nha, cần cần tay flip và một cái cán vợt, một số cần cần lua mấy đứng mấy ngàn, 1m8 nha. Sẽ cần 2 khúc, 3 khúc, có si đây qua đầy đủ cho anh mình luôn. Rượu bia ạ, 2 khúc 3 khúc anh em đánh chép nha, em ngâm đến đằng C và một E. Thì vì cái bao cần nó hơi trực nên em cũng để cho anh xíu, em lấy cái bao cần trước nha. Và một số cần nha, cần dây trong cần rút dạng cũng có bầu lịch nha, cứng từ 80 vẫn có luôn, đầy qua đầy đủ cho mình. Một số cần dây trong và cần cực ISO nha, ISO đầy qua các bên xoắn hay da Shimano đầy đủ nha, Shimano luôn, súp đầy đủ. Và một con Shimano nha, súp leather màu xanh, con này cực kỳ đẹp luôn, em sẽ lên cuối cho mình nha. Rồi đối với bao cần tích bao cần thì tại vì nó hơi nặng nha, bên em sẽ tính cho mình là 40 ngàn tiền ship một đơn bao cần và cần ba máy nha. Tất cả ở đây anh em mua từ 2 sản phẩm trở lên bên em sẽ bao tiền ship cho mình, còn mua 1 sản phẩm thì bên em còn 40 ngàn tiền ship nha. Giá nữa trên cần thì bên em không có bớt được nha, anh em thông cảm giùm em ạ. Rồi trước tiên em cho đây mình cái bao cần nha, con này bao cần này, bao cần bằng da nha anh em, da thật luôn, con này là của Đức nha, anh em cứ search Google là sẽ ra. Con này này, cái cán của nó là cán gold luôn á, đây cái đẹp cho mình nha, sách tay của mình. Con này thì để em đo độ dài thực tế cho anh em nha, tại vì anh em dự kỹ hơn. Con này thì đây, để em xuống. Con này thì anh em về anh em bỏ cần 2 khúc cũng được nha. Độ dài của cần là 1m3 nha anh em, 1m3. Thân rộng của cần là tầm khoảng 15 đến 16 nha, 6. Con này thì sẽ có 3 ngang luôn, 1 ngang này, 2 ngang này, 3 ngang. Con này cực kỳ vip nha. Đây logo của Đức nha anh em, logo của Đức này, anh em cứ search Google sẽ ra nha. Cái dòng này của Đức nha anh em cứ check là ra. Còn cái bao vải hơi bị xịn luôn, bao da nha anh em, này túi quai đeo này và tay sách này. Con này thì anh em cứ check là ra nha Google. Con này thì em để giá cho mình là 800 nha, 800, tiền ship là 40.000 một đơn, cực đẹp luôn. Đối với anh em mà thanh toán chuyển khoản trước thì bên em sẽ bao tiền ship nha. Ở đây dưới đít này thì nó bị lỏng một lỗ nha, nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì nha. Này thì tất cả đều bằng da, hàng của Đức thì anh em biết rồi, xài rất là ok luôn. Rồi, ok các anh em cứ ứng bao cần lên nha, comment giùm em là mã là bao cần, ưu tiên em đưa trực tiếp qua số điện thoại của em nha. Vì trên YouTube thì có một số anh em bình luận sẽ bị mất logo này của Đức này, anh em cứ check là ra nha. Hàng này thì bao xịn cho mình luôn nha, bao da dài 1m3 nha anh em, có 3 ngang bằng da thật luôn nha, giá là 800. Rồi, em sẽ lên nhanh một số cần nha, anh em tham khảo giùm. Rồi, đây sẽ là một cái cần mini này, cần flip nha anh em, cần của Marina, có độ dài 2m7 nha. Đây, cán mút pad là ok luôn, còn rất là mới nha, 2m7. Con này thì dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji, lõi xích trắng nha, lõi xích trắng. Ngọn cần 1.6 đi, con này thì độ cứng cần rơi tầm khoảng vào tầm khoảng 20 nha. Chất liệu cần là grab flip, ngọn cần là ngọn đặc nha. Này, lõm cần đẹp này, con này thích hợp anh em mình là bỏ ba lô nha, bỏ ba lô cốp xe đều được nha, tại vì rất là nhỏ gọn như mình. Giá cần này là 300.000, trọng lượng cần là 201 gram, ngọn 1.6 ly, cần có mã số 1 nha anh em, độ dài 2m7, độ cứng tầm khoảng 20, khoen pháp của riêng luôn. Rồi tiếp theo em sẽ đem cái cần mini luôn, con này thì chất liệu grab fit luôn nha, chất liệu cần là grab fit nha anh em. Cần này có độ dài là 2m1 này, 2m1 nha. Con này sẽ độ cứng cần tầm khoảng vào 15 đến 20, cần này có độ dài 2m1, độ cứng cần tầm khoảng vào 15 đến 20 nha. Ngọn cần là ngọn 1.8 ly, dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji lõi xích xám nha, Fuji lõi xích xám. Pad thì pad zin theo cần luôn, hàng Nhật Bản nên em xài yên tâm, pad rất nhẹ nha. Con này chất liệu cần là grab fit, thế là bạn này mình bỏ cốp xe nha, cốp xe bỏ ba lô. Con này thu gọn rất là gọn nhẹ nha, khúc đó thôi, tầm khoảng 30 thôi nha em, 40 từ được 30 35 thôi. Trọng lượng cần là 280 gram, độ dài 2m1 nha anh em, giá cần là 250.000, mã là mã số 2 ạ. Rồi theo sẽ là một cần tay nha anh em, cần tay con này có mã là số 3. Cần tay này có độ dài là cần này cần tay nha anh em, cần tay chất lượng cần tay là grab fit nha, grab fit giả vân trúc này. Cần này có độ dài là 36 ạ, 36 nha em, tay cầm cuốn chỉ dòng mà thì anh em mới thấy là bên này mình vẫy rô vẫy giết nha. Cho mình xem này, con này thì có nắp chụp zin luôn, nắp chụp gỗ nha, nắp chụp zin theo cần. Cái này thì anh em về vẫy rô vẫy giết ok. Ngọn cần thì ngọn 1 ly, con này 1 ly nha anh em, độ cứng cần rơi tầm khoảng vào
2.5 3H nha, dòng tên em vẽ rồi bây giờ là ok. Con này chất liệu graphite, graphite giả Vân Trúc nha, rất đẹp này. Gõm cần đẹp luôn. Ok nha. Ngọn 1 ly. Cần này có mã là số 3, giá cần là 300, cần có độ dài là 3m6, ngọn 1 ly nha anh em. Trọng lượng cần là 170g. Mẹ phá quá. Rồi, ok anh em, mẫu này cần tay nha, 3m6 anh em câu cảm giác nha. Rồi, tiếp theo sẽ là một cái cần này, cần tay chất liệu graphite luôn. Cần này có độ dài là 5m nha anh em. Con này thì hàng Nhật Bản đó nha, tem fit xin, độ dài là 5m. Con này thì còn vẫn như cũ nha, con này có nắp chụp này, có nắp chụp riêng cho mình này, nắp chụp thì bằng cao su. Còn cái con này thì chất liệu của nó là graphite nhưng mà nắp chụp gỗ nè, zin cho cần nha. Con này thì graphite giả Vân Trúc, rất đẹp nha. Dòng cần tay cho anh em vẽ rồi với câu cảm giác nha. Cần này có độ dài là 5m nha anh em, 5m. Này, chất liệu cần graphite. Con này thì ngọn gần 1 ly nha, độ cứng cũng rơi tầm khoảng vào 3H. Thì anh em mình đây, nước sơn đẹp nha, dòng Nhật Bản cho anh em câu ok. Dòng thì anh em về vẽ rô vẽ giết nha, rất ok luôn. Lắm cần đẹp nha anh em, không dập không bể nha, hàng có xây sức sơ sơ theo thời gian nha. Rồi, cần này có mã nha, có mã là số 4, giá cần là 300.000, trọng lượng là 390g. Cần tay, chất liệu graphite có độ dài là 5m, độ cứng để tầm khoảng 3H nha, độ dài 5m. Rồi, tiếp theo sẽ là một cái cần tay nha, cần tay con này thì cần này cần cái độ dài 5m4 nha em, 5m4, còn thì ngọn lớn nha. Ok, cái này thì người ta dán giấy vào em chưa có kịp lau nha, hàng nó mới về, em lên cho mình luôn. Cần này có mã là số 5, cần có độ dài 5m4 nha anh em. Cần này thì ngọn cần lớn hơi xíu nha, ngọn cần là ngọn 2 ly. Con này thì độ cứng nó cao, em rút test cho mình rồi nha, độ cứng là tầm khoảng 3.5H. Ra cần thẳng nha, 5m4 ra cần thẳng ạ. Đây, lóng cần đẹp nha, lóng cần ok luôn. Nước sơn màu xanh, chất liệu cần là graphite nha anh em, hàng Nhật Bản thì anh em xài yên tâm. Cần này có mã nha anh em, có mã là số 5, giá cần là 300.000, trọng lượng cần là 340g. Con thì phôi nó dày, ngọn dày nên trọng lượng ok nha, độ cứng cao, ngọn 2 ly, giá cần là 300.000 nha. Cần có độ dài là 5m4, độ cứng là tầm khoảng 3.5H nha. Rồi, tiếp theo sẽ đem cái cán vợt này, con cán vợt này là chất liệu cán là graphite nha, độ dài cán là 2m7. Con này thì hàng Nhật Bản nên sẽ an tâm, này có quấn chỉ với mình luôn, anh em cầm chắc tay nha. Trọng lượng của cái cán này là 280g nha anh em, 280g. Con này thì 2m7. Cán vượt thì bên em về rất ít nha, con này cán hơi về mỗi một cái. Cái này thì độ bua nó là, con này thì lóng nhỏ nha, tầm khoảng 8 ly thôi. Xem anh em về thì nếu muốn ren bự hơn thì anh em đổ lại nha, anh em tháo là đổ lại. Cái này thì cán vượt nha anh em, cán vượt có độ dài là 2m, 2m7 nha. Em xem mình cắt lóng của cán này, đẹp nha. Đây, chất liệu thì graphite giả Vân Trúc, chất liệu là graphite giả Vân Trúc nha, rất đẹp. Cán này thì giá cán là 300.000 nha anh em, mã là mã số 6, trọng lượng là 280g, cán vượt độ dài 1m7 nha, hàng Nhật Bản. Ở tiếp theo sẽ mình hai cần lưu nha, hai cần lưu trước. Một cái, đầu tiên một cái cần lưu máy đứng nha, cần lưu máy đứng. Con này thì chất liệu cần là carbon, độ dài 1m8, độ cứng rơi khoảng vào ML nha anh em. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji nha, Fuji loại xứ xám này, xám nha, ok luôn. Đây, cán thì carbon, bát là bát vàng nha, cán mút anh em cầm chắc tay. Cần này có mã số 7, giá là 550.000, trọng lượng cần là 110g, ngọn 1.8 ly. Cần có độ dài 1m8, con này hàng Nhật Bản nha, cần carbon nè, độ cứng là khoảng ML nha anh em. Máy đứng ta sẽ một con cần máy ngang này, con này thì cần này có Suzumi nha, Suzumi. Cần lưu máy ngang, độ dài cần là 1m68. Con sẽ độ cứng cần rơi khoảng ML nha. Con này thì hàng đồ điện Nhật Bản luôn, tem vàng. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji nha, Fuji lõi xứ đen. Độ cứng cần rơi khoảng ML nha anh em. Này. Máy ngang nha, máy ngang. Máy ngang. Cán thì cán mút nha, giờ mình thì anh em mình cầm đứt sắt tay. Cần này có mã số 8, giá cần là 600.000, trọng lượng cần là 110g, ngọn cần là ngọn 2 ly nha, ngọn 2 ly. Cần lưu máy ngang Suzumi, độ dài 1m68, độ cứng tầm khoảng ML nha anh em.
và chúng ta sẽ làm một số cần 2 khúc 3 khúc nha, 2 khúc 3 khúc cho nên mình đánh ngâm lên lăng C. Rồi, tiếp sẽ lấy con cần số 9 nè. Con này là cần 2 khúc nha, 2 khúc anh em mình đánh ngâm lên lăng C. Dòng này thì cô lua vẫn được nha, đem để giá ok cho mình. Cần này có độ dài là 2m7, độ cứng cần là 50. Con này đi kèm cho mình là dàn khoen nha, dàn khoen chính hãng luôn, loại xứ xích nha, loại xích nha anh em. Tất cả hàng ở đây nha, anh em nhận hàng được kiểm tra giấy thanh toán nha. Ưu tiên anh em vùng miền Bắc nha, tại vì miền Bắc gửi được thì em sẽ ưu tiên anh em miền Bắc chốt thì em gửi trước nha. Còn anh em miền Nam, miền Trung, miền Nam, miền Tây và miền Đông á, thì chốt hàng thì bên em sẽ để lại gửi để dành lại cho mình nha. Tầm khoảng chắc qua đầu tháng là gửi được, tại bên vận chuyển nó đang tạm ngừng một thời gian. Rồi, cần này có mã số 9 nha anh em. Giá cần là 750.000, trọng lượng cần là 290g, ngọn cần 2.7 ly. Cần có độ cần 2 khúc, có độ dài là 2m7, độ cứng 50, thích hợp anh em mình câu ngâm câu lăng xe nha. Dàn khoen đi kèm cho bài dàn khoen chính hãng của cần nha, loại xích xích luôn, rất ok. Cán mút nha, pass đi kèm cho mình là pass Fuji. Và tiếp theo sẽ là một cần nha, cần 3 khúc. Con này là của hàng Alpha Tucker. Con này thì carbon xoắn hai da toàn thân luôn. Dòng mà thì anh em đánh ngâm lăng xe rất đẹp nha, dòng mà đánh chép phê luôn. Cần thì hàng nội địa Nhật Bản nha anh em, cần có độ dài là 3m3, độ cứng cần là 30, carbon xoắn hai da toàn thân. Hàng nội địa Nhật Bản, cần này là dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji nha. Fuji loại số 8. Pass là pass Fuji vặn luôn. Đây. Ok nha. Hàng nội địa Nhật Bản Alpha Tucker. Cần này có mã số 10, giá cần là 1.400.000, trọng lượng cần là 340g. Ngọn là ngọn 2.5 ly, cần có độ dài là 3m3, độ cứng là 30 nha anh em. Giá trị là 1.400.000 nha, 3 khúc. Anh em đánh chép ạ. Tiếp theo sẽ là một cần 2 khúc, cần của hãng Shimano. Con này thì hàng nội địa Nhật Bản này, carbon xoắn hai da toàn thân luôn. Pass đi kèm cho mình là pass Fuji Shimano chính hãng nha, cán là cán mút. Cần có độ dài là 2m4, độ cứng hát nha anh em. Độ cứng hát thì rơi tầm khoảng vào, nó tính theo cần lô thì cứng hát, tính theo cần tay cần 2 khúc thì rơi tầm khoảng vào 50 đến 80 nha. Ngọn cần là ngọn cần tháp nha, ngọn cần tháp ngọn đặc. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji nha, loại xứ xám. Ngọn cần là ngọn 2.2 ly, đầu bu là đầu bu Fuji Sit chống xoắn này. Con này hỗ trợ cho mình đầu Fuji Sit nha, chống xoắn. Carbon xoắn hai da, con này hàng nội địa Nhật Bản nha, anh em xài yên tâm ạ. Con này thì tương đối đẹp, rất là đẹp luôn nha, không xây xước gì nhiều. Cần này có mã là số 11 nha anh em, giá là 1.400.000, trọng lượng là 240g, ngọn 2.2 ly. Cần có độ dài là 2m4 nha, độ cứng hát rơi tầm khoảng vào 50 đến 80. Tiếp theo sẽ là một cần 2 khúc. Cần này của hai khúc nha. Cần này của hãng là Alpha Tucker, hàng Korea nha, Korea xuất Nhật. Cần có độ dài là 2m7, độ cứng cần là 50. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji nha, Fuji loại xe đen. Fuji loại xe đen như này. Cần tướng nó đẹp này. Cán là cán mút, pass đi kèm cho mình là pass Fuji vặn. Con này thích hợp anh em mình cũng ngâm con lăng xe nha, độ cứng 50. Cần này có mã số 12, giá là 800.000, trọng lượng của cần là 300g, ngọn 2.5 ly. 2.5 ly nha anh em. Dàn khoen Fuji, độ cứng 50, độ dài 2m7 nha, cần 2 khúc Alpha Tucker. Con này hàng Korea xuất Nhật nha, tương đối ok, không xây xước gì nhiều, không dịch không bể nha. Và tiếp theo sẽ là cần 2 khúc, con này là cần dây trong liên khoen nha, cần dây trong liên khoen. Cần này của hãng Marine nha anh em, Marine. Con thì là hàng Korea xuất Nhật nha. Pass đi kèm cho mình là pass Fuji vặn này, dàn khoen bên em lên cho mình là dàn khoen Fuji. Fuji Aqualine 3 chân, lõi xe đen nha, rất đẹp luôn. Cần này có độ dài là 2m7, độ cứng cần là 50, độ cứng 50 nha anh em. Đây, cán mút này, pass Fuji, rất đẹp nha, thích hợp anh em mình câu ngâm câu lăng xe. Cần dây trong lên khoen thì rất là nhẹ nha anh em, trọng lượng cần là chỉ là 250g thôi. Mã cần là mã số 13, giá là 1.000.000 nha anh em, ngọn cần là ngọn 2.5 ly, độ dài 2m7, độ cứng là 50, Marine hàng Korea xuất Nhật ạ. Tiếp theo sẽ là một cần 3 khúc nha, cần 3 khúc, cần này của hãng Ryobi. Dòng thì anh em đánh chép nha, câu cảm giác, tại vì con này thì hơi nhẹ nha, hơi trọng lượng nhẹ và độ nhẹ nó mềm hơn. Pass đi kèm cho mình là pass Fuji, dàn khoen đi kèm là dàn khoen Fuji loại xứ xám nha. Cần 3 khúc Ryobi, cần có độ dài là 3m6, độ cứng cần là 20, con này 3 khúc. Con này thì ngọn cần là ngọn tháp nha anh em, ngọn tháp ngọn đặc này. Ngọn cần là ngọn 2 ly nha, 2 ly. Cần này thì dàn khoen Fuji loại xứ xám, hỗ trợ cho mình là đầu bu Fuji Sit nha, Fuji Sit chống xoắn. Cần tương đối đẹp, không dập không bể nha anh em, cần ok. Cần này có mã số là 14, giá cần là 800.000, trọng lượng cần là 330g, ngọn 2 ly.
cần có độ dài là 36, độ cứng cần là 30. Tiếp theo em sẽ đem cần hai khúc nha, cần hai khúc của hãng Daiwa. Daiwa nha anh em, cần này thì hai khúc cần rất đẹp nha, cắn dẹp anh em mình dễ cầm này. Cần này có độ dài là 2m7, con này thì carbon nha, Quicker Daiwa Quicker. Pad đi kèm cho mình là pad Fuji vặn nha, pad Fuji vặn này. Con này thì dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji loại xứ xám nha, chứ ok. Con này thì ngọn cần là ngọn 2.5 ly, độ cứng cần rơi tầm khoảng vào 50 nha anh em. Ngọn cần này ok nha. Còn thì anh em mình đánh ngâm lên xe rất là ok luôn. Dòng thì mình đánh đa chức năng nha, câu chép thì ok. Cán dẹp nha anh em. Đây qua, cầm rất chắc tay ạ. Cần này có mã số là 15, giá cần là 1.400.000 ạ, trọng lượng cần là 270 g, ngọn 2.5 ly. Cần đây qua đã carbon quicker nha con, thì hàng nội địa Nhật Bản luôn. Độ dài 2m7, độ cứng cần là 50 ạ. Rồi xem sẽ đây nha, một cái cần Hechi nè, Hechi cho anh em mình nè, cậu bè nha, cần thì tương đối đẹp, cán cán chỉ cuốn mút nè, cuốn đầy đủ nha, cuốn chỉ này, con này cần carbon, con này là hàng nội địa Nhật Bản nha, cần có độ dài 1m8, con này thì ngọn tháp nha anh em, ngọn tháp này, cần là thay độ cứng cần rơi tầm khoảng vào 10 đến 15 nha, ngọn 1.2 ly, con này thì dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji, loại xứ xám nha, đồ khoen cái là Fuji phát quang. Này, pad Fuji nha. Con này từ nó đẹp mình luôn, anh em mình có bè rất là ok. Cần này có mã số là 16, giá cần là 600.000, trọng lượng cần là 150 g thôi, ngọn là ngọn 1.2 ly nha anh em. Cần có độ dài 1.8, cần Hechi anh em cô bè nha, cần carbon ngọn tháp ạ. À. Ok. Độ cứng cần là tầm khoảng 15 ạ. Và tiếp theo sẽ là một cần hai khúc, hai khúc nha. Con này hai khúc. Độ dài là 2.4 nha anh em. Con thì hàng có ra xuất Nhật nha, có ra xuất Nhật này. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji loại xứ xám nha anh em. Con này thì ngọn tháp nha, ngọn đặc, nên là anh em cô yên tâm hỗ trợ anh em mình tải giá rất là tốt. Ngọn cần là ngọn 2 ly, con thì độ cứng là rơi tầm khoảng vào 50 đến 80 nha, 50 đến 80, thông số ghi trên cần này. Pad đi kèm cho mình là pad Fuji vặn rất đẹp, cán là cán mút này, ok luôn. À, cần này có mã là số 17, giá cần là 800.000, trọng lượng cần là 270 g, ngọn 2 ly, cần có độ dài là 2m4 nha, 2m4. Anh em mình cùng ngâm của lăng xe, hàng co ra xuất Nhật ạ. Rồi tiếp theo sẽ đem một cái cần 3 khúc nha, cần của Ryobi. Con này tương nó đẹp nha, bằng con giống như con này nha, mà tại vì Ryobi, con này hàng nội địa luôn này, hàng nội địa nha anh em. Pad đi kèm cho là pad Fuji vặn luôn. Con này thì độ dài nó ngắn hơn xíu, cần này là độ dài là 3m3, độ cứng là 30. Con này Ryobi, hàng nội địa Nhật Bản nha. Pad là dàn khoen, là dàn khoen Fuji loại xứ xám luôn. Ngọn cần là ngọn 2 ly nha anh em, ngọn 2 ly. Ngọn cần là ngọn 2 ly nha anh em. Cần này có mã số là 18, giá cần là 800.000, trọng lượng cần là 270 g. Cần 3 khúc Ryobi có độ dài là 3m3, độ cứng là 30. Con này thích anh em mình đánh cảm giác nha. Tại 30 thì nó hơi nhẹ, nó hơi mềm, hơi yếu nha. Rồi tiếp theo em sẽ đem một cần 3 khúc, con này cũng là của hãng Ryobi luôn. Con này thì đẹp hơn. Ryobi, cần này có độ dài là 3m nha anh em. Dàn khoen đi kèm cho mình là cần này độ dài là 3m nha anh em, độ dài 3m, độ cứng S thì rơi tầm khoảng vào 30 nha anh em, cũng 30 luôn. Con này hàng nội địa Nhật Bản luôn nha, dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji loại xứ xám. Con này thì độ cứng tầm khoảng 30, ngọn cần là ngọn 2.2 ly, độ dài 3m nha anh em. Pad đi kèm cho mình là pad Fuji vặn nha, cán mút. Cần này có mã là số 19 nha anh em, giá là 1.000.000, trọng lượng là 310 g, ngọn 2.2 ly. Cần Ryobi có độ dài là 3m nha, độ cứng tầm khoảng 30. Rồi, tất cả mẫu cần ở đây nha anh em, ân mẫu nào á cứ comment mã nha, hoặc là điện trực tiếp cho em sẽ chụp hình từng mã riêng nha, em gửi qua Zalo cho mình để anh em tham khảo kỹ hơn. Thì bên em bán hàng thì giá em đã thông báo trên giá em đã công khai rồi, nên là hình ảnh á thì em chụp hình quay phim kỹ cho anh em luôn, nên không có vụ là buôn bán đây thì thuận mua bán thôi nha anh em, không ai lừa hết. Nên là hàng thì hàng Nhật Bản bên em có sao báo vậy, anh em hàng thì giá công khai, anh em mắc hay rẻ gì thì anh em tìm giá thị trường ở đó cán giá này biết rồi nha, nên em đừng có trách ai hết. Ở đây anh em bán buôn bán là ok thôi, khách bên em nó cũng nhiều, với anh em là với lại là có một số anh em cứ hay đánh đụng á, anh em thông cảm. Rồi tiếp theo nha, em sẽ lên cho mình một cây cần lua rút nha, cần đi trong nha anh em, cần đi trong cần rút. Cần này có độ dài là 3m1, cần độ cứng là 30 nha anh em. Con này thì hàng Japan này, made in Japan luôn. Con này thì cái này anh em mới buộc vô bảo hiểm được nha,
bộ dự bị này, đây qua bắt đi kèm cho mình là bắt đây qua này, bắt đây qua chính hãng nha, bắt vặn này, cán mút này. Cưng này thì con này thì hàng made in Japan luôn nha, độ ok, tem vàng, mình trở lại nha anh em. Con này thì có nắp chụp zin cho mình luôn. Ok, con này thì nắp chụp zin nha anh em, nắp chụp zin đẹp này. Con này thì ngọn cần ngọn cần là ngọn 2.3 ly nha, 2.3 ly, đồ bua xích xích luôn nha. Con này nước sơn màu hồng cực kỳ đẹp luôn, nước sơn màu hồng trắng trắng nha anh em. Nhìn cái này nó kiểu đây, nó nước sơn là màu hồng hồng trắng trắng rất đẹp, tại vì ở đây là ống điện nên không thấy rõ. Con này còn rất là mới nha anh em, đây qua luôn, nắp chụp zin cực kỳ đẹp luôn, made in Japan cho mình luôn nha. Đây, made in Japan, độ dài 3m1, độ cứng là 30, cần này có mã số là 20, giá cần là 700, trọng lượng cần là 280g, ngọn là ngọn 2.3 ly nha, nắp chụp zin này. Tất cả cần ở đây nha, bên em đều có gì nắp chụp cho mình nha. Vì trong thì có một số không có thôi, chứ cần ISO thì bắt buộc bên em phải là chụp nha, tại vì rất là dễ gãy, nên là ISO thì anh em yên tâm nha. Còn với lại là cần dây trong thì có một số không, nên em thông cảm. Với lại thì dây trong bên này thì bên em thì hiện tại hàng bãi thì không có dây lùn nha, nên em thông cảm nha, lùn bên em mua cũng không có, mua để phục vụ anh em nhưng không có nha, tại vì đồ hàng rất là hiếm. Cần này có mã số là 20 nha anh em, giá là 700, trọng lượng cần là 280g, cần đây qua made in Japan, độ dài là 3m1, cần 30, dây trong cần rút nha anh em. Theo em sẽ lên một cái cần này của đây qua đâu nha. Con này thì bạo lực cho mình nha, con này thì hàng Thái Lan nha anh em, made in Thái Lan xuất Nhật á. Cần này có độ dài là 3m5, độ cứng cần là 80, pad đi kèm cho mình là pad Fuji nha, Fuji đây qua chính hãng luôn, tem vàng này, đây qua Thái Lan xuất Nhật, rõ xíu xít nha anh em. Con này thì ngọn cực kỳ lớn luôn, ngọn cần là cho anh em đánh bạo lực nha, độ bu xíu xít này, độ bu xíu xám nha anh em, xin lỗi nha. Ngọn cần là ngọn 3.7 ly, con sẽ anh em mình đánh bạo lực nha, độ dài là 3.5, lóng cần đẹp nha, hình như đâu có xây xước xe sơ nha, em không đáng kể nha, cần ok luôn. Rồi, cần này có mã số là 21 nha anh em, giá cần là 750, trọng lượng là 390g, ngọn 3.7 ly, cần dây trong cần rút đai qua bạo lực, độ cứng 80, độ dài 3.5 nha, 3.5 80. Rồi, tiếp theo sẽ là cần Shimano nha anh em, cần này có Shimano này. Cái này thì pad là pad Fuji vặn nha, cái này thì nó có cái keo thôi, nó bị tóc cái keo thôi, nên còn không có ảnh hưởng gì nha, keo thôi. Thì giá em để cho mình là tương đối ok. Cái này có độ dài là 3.6, độ cứng là 30, con này thì hàng đều để luôn, tem vàng, có mã code đầy đủ nha. Cán là cán mút nè, con này thì ngọn cần là 2.2 ly, cho mình xem, độ cứng 30, ngọn 2.2 ly, đồ bua là xí xít nha. Cái này thì của Shimano, hàng đều để nha nè, có xì xước nha, có đóng bị chống nổ này, ở đây thì nó có bị xì xét sơ sơ nha. Con này chính là hàng ở đây, tất cả hàng đều anh em đều được nhận hàng để kiểm tra trước thanh toán nha. Rồi, cần này có mã số là 22, giá em để cho là 550.000 nha, 550 ạ. Trọng lượng là 280g, ngọn 2.2 ly, cần độ dài 3m6, độ cứng là 30, Shimano, hàng đều Nhật Bản nha anh em, cần dây trong cần rút. Đây thì nó có nứt này, trong này thì cái này thì có xây sơ nha, có xây xước. Đây thì nó có mấy cái miếng cao su ở đây, cái này thì nó kêu su và miếng keo, đây không ảnh hưởng gì nha, bị chóc ra thôi. Theo em sẽ đem một cái cần nha, con này thì hàng Nhật Bản này, con này thì độ dài là 36, độ cứng là 80, con này thì pad đi kèm cho mình là pad Fuji, hàng Nhật Bản nha anh em, dòng này thì dòng Nhật Bản luôn. Con khoen nó là loại xíu xít nè, loại xíu xít nha anh em, ngọn cần lớn nha, ngọn cần là ngọn 3.7 ly, đồ bu là bu loại xíu xít nha, 3.7 ly, anh em đánh bạo lực nha, nước sơn màu vàng đồng, ok đây, nó ok nha, đẹp nha anh em, nước sơn màu vàng đục. Cần này có mã số là 23, giá cần là 650 nha anh em, trọng lượng cần là 340g, ngọn 3.7 ly, cần có độ dài là 36, độ cứng là 80, anh em đánh bạo lực nha, dây trong cần rút pad Fuji, dàn khoen là khoen Fuji luôn nha, khoen Fuji lõi xíu xít, mã 23, giá là 650 ạ. Tiếp theo đối với cần dây trong thì em sẽ lên cho mình nha một cái cần rút cuối cùng, có thể dạng cần là dây trong Hechi nha anh em, cần này là cần Olympic của hãng Olympic nha, cần có độ dài là 2m4, độ cứng là 25, con thì hàng Korea xuất Nhật, Mamiya nha, pad là pad gập, pad đi kèm cho mình là pad Fuji F6 nha, nắp chụp zin nha, đa số thì cần dây trong nó sẽ có nắp chụp như thế này hoặc là nắp chụp như thế này nha, mà bên em thì đa số cần về thì có cái không, mình thông cảm nha. Hàng Nhật Bản thì không phải như hàng mới rồi. Ngọn cần là ngọn 2 ly, đồ bu là xích nha,
Con này thì ngọn cần ngọn, nước sơn màu xanh đẹp này, nước sơn màu trắng này. Con này thì có hai lóng thôi. Olympic hàng Korea xuất Nhật đẹp nha. Con này dạng cần hai chi nha anh em, anh hai chi anh em cô bè. Dạng cần hai chi cần rút nha. Dây cước chạy ở trong. Tem vàng, con này có mã số là 24 nha, giá là 550.000, trọng lượng 180g, ngọn 2 ly. Cần hai chi cần rút Olympic, độ dài 24, độ cứng là 25. Và thêm sẽ là một cần dạng cần ISO khoen lớn nha, cần súp nha anh em. Cần này của Shimano Carbon Holiday Spin nha. Cần có độ dài là 39, độ cứng cần là 20. Pad đi kèm cho là pad Fuji F7 Shimano nha anh em. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji loại xích xám. Con này thì ngọn cần là ngọn 2.2 ly, độ cứng là 20 nha, độ dài 39. Này thì đánh cho anh em mình đã đánh bạo lực nha, đánh là kiểu ISO bạo lực hoặc là cần súp nha, súp đánh lực độ cần. Lóng cần này. Lóng cần tương đối ok nha anh em, tương đối đẹp nè. Nhưng này con này có xây xước nha, không dập không bẻ ạ. Ok. Dàn khoen Fuji loại xích xám nha. Cần này có mã số là 25, giá là 800.000, trọng lượng cần là 300g, ngọn 2.2 ly. Cần có độ dài là 39, độ cứng cần là 20. Shimano nha anh em, hàng nội địa luôn. Tiếp theo là cái cần ISO, ISO khoen nhỏ nha, cần Shimano. Cần này có độ dài là 6m3, độ cứng 2 ạ. Con này thì hàng nội địa Nhật Bản nha, tem vàng nó bị xây xước cái tem vàng rồi. Cái này pad đi kèm cho mình là pad Fuji F7, anh em được gắn máy bự hơn xíu. Con này thì thu gọn là 102cm nha, con này size thực của cần này, nó ghi sẵn cho mình nha. 6m1 nha anh em, độ dài là 6m3 nhưng size thực là 6m1 nha, Shimano độ cứng 2. Con này thì ngọn cần tương đối ok. Ngọn cần thì ngọn 1.6 ly. Con này ta cần rất là thẳng nha. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji loại xích xám này. Fuji loại xích xám nha anh em. Tất cả các lóng cần ok nha, có xây xước sơ sơ không đáng kể nha anh em. Này, đẹp nha. Rồi, cần này có mã số là 1026 nha anh em, 26. Giá là 1 triệu, trọng lượng cần là 330g, ngọn 1.6 ly. Cần có độ dài 36m3, độ cứng 2 nha anh em. Shimano hàng nội địa Nhật Bản nha, ISO. Con này anh em về hạ tay đánh sang hàng cũng ok nha. Ok, sẽ là một cần ISO khoen nhỏ, con này của Daiwa nha. Daiwa cực đẹp luôn này. Pass đi kèm cho là pass Daiwa chính hãng nha. Cần có độ dài là 4m8, độ cứng 2. Con này siêu đẹp luôn, hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng luôn nha anh em. Made in Japan này. Made in Japan nha. Hàng nội địa luôn, Made in Japan, tem vàng. Con này thì lắp chụp zin cho mình nha, lắp chụp zin này. Độ cứng 2. Độ cứng 2 nha anh em. Ngọn cần thì ngọn là tầm khoảng ngọn 1.2 ly nha. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji Sit nha anh em. Fuji Sit ngọn 1.2 ly. Có 3 khoen chạy nha, cần rất đẹp luôn. Dòng thì anh em mình câu đơn câu đài rất đẹp nha. Những vàng khoen Sit giá cần là 1 triệu tư nha anh em. Độ dài là 4m8, độ cứng 2. Còn thì Made in Japan luôn, tem vàng hàng nội địa nha. Cần này có mã là 27, giá cần là 1 triệu tư, trọng lượng cần là 230g nha anh em, 230g. Nắp chụp zin này. Rồi cuối cùng em sẽ đến cho mọi người cái cần súp nha. Cần súp con này thì cần lục nha anh em, cần lục, cần của Shimano, nắp chụp zin nha anh em, nắp chụp zin theo cần. Con này thì suit leather, độ dài 4m25, độ cứng là DS, rơi tầm khoảng vào tầm khoảng 25 đến 27 nha, 27 nha anh em. Cần này của hàng Indo nha anh em, Indo xuất Nhật, mã code đầy đủ này. Đa số dòng này thì dòng xuất lên đền thì đa số toàn là hàng của Indo nha, tem vàng xuất Nhật này, rất đẹp nha, không xây xước gì nhiều. Pad Fuji xịn cho mình luôn. Con này thì độ cứng là DX, thì ngọn cần là ngọn 2.3 ly nha em. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji trắng sữa nha, Fuji xích trắng sữa này, khoen đời cao, đầu bu là đầu bu trúng xoắn này. Khoen là có khoen hai khoen chạy nha. Con này thì đây anh em xem nha, tất cả hai con chạy trước á thì nó có định vị khoen. Lóng cần này rất đẹp nha, carbon xoắn hết luôn. Chúng thì tất cả cái lóng ở trong thì carbon xoắn hết luôn nha. Ok. Đây, cần đẹp nha anh em. Giá cần này thì tất cả các shop hiện tại á đều bán giá là trên 5 triệu rưỡi nha, đa số là bán 5 triệu đến 6 triệu hết. Thì bên em để giá cho mình là 4 triệu tư nha anh em, 4 triệu tư. Mã là mã 28, trọng lượng cần là 400g, ngọn 2.3 ly. Cần có độ dài là 4m25, độ cứng DX, hàng Indo xuất Nhật nha, mã code đầy đủ tem vàng. Tất cả các shop đều bán, không có shop nào bán giá dưới 5 triệu đâu nha anh em, anh em cứ tham khảo nha. Vì hàng này thì anh em chơi nhiều anh em sẽ biết, trong này thì các shop bán em hiện tại đang tham khảo thì giá là trên 5 triệu rưỡi nha, toàn 5.8 và 6.3. Nắp chụp zin hết nha, còn thì rất đẹp. Anh em lấy thì em sẽ cố gắng kiếm cho mình một cái bao cần nha, để cho nó gọn cho đẹp mình hơn. Rồi,
Ok, tất cả mấy tất cả anh em nha. Hiện tại thì một số cần ở đây thì giá cần là 40.000 một đơn. Đối với anh em mình ưu tiên anh em miền Bắc chốt nha, tại vì hiện tại thì miền Bắc 10.000 được thôi. Miền Bắc, miền Trung. Đối với miền Tây thì gửi được cho anh em, nhưng mà Tây Nguyên thì gửi được, còn miền Tây với mình thì chưa gửi được nha. Miền Tây, miền Đông và miền Nam thì hiện tại là bên giao hàng nó đang tạm ngưng. Thì anh em cứ chốt hàng thì em sẽ giữ lại cho mình thôi. Đến tầm khoảng qua tháng thì gửi được thì em sẽ gửi cho mình. Anh em cứ ấn mẫu nào cứ comment hoặc inbox Zalo trực tiếp cho em nha. Em sẽ chụp hình thật cần kỹ hơn em gửi cho anh em nha. Thì giá cần thì em có công khai cho mình, nên anh em hiện tại thì số một có một số người có hiềm khích em thì cứ bình luận hay là này kia. Anh em tại vì anh em khách quen bên em nhiều thì anh em cứ yên tâm nha, tại vì ai mua hàng bên em thì đã biết rồi. Rồi, ok, cảm ơn tất cả anh em xem video của em nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em xem video của em. Chúc anh em một ngày tốt lành. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của anh em nha. Bao ngày qua ủng hộ em ạ.